Thưa quý vị, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm nay tương đối dài, 7 ngày, nên nhu cầu du lịch trong dịp này tương đối tăng cao, tập trung vào các tour từ 3 đến 4 ngày, khởi hành từ ngày mùng 2 Tết. Ghi nhận tại lữ hành Fiditour, thời điểm này lượng khách đến hỏi thăm, tư vấn mua tour khá sôi động. Do nhu cầu đặt tour Tết tăng cao, nhiều công ty du lịch đã mở bán nhiều tour mới, lịch trình phong phú, giá tour ổn định để khách hàng có thể lựa chọn. Dịp Tết Canh Tí năm nay, bên cạnh việc tung ra hàng loạt chương trình du lịch trong và ngoài nước với số ngày khởi hành đa dạng và linh hoạt, lữ hành Fiditour còn dành tặng chương trình khuyến mãi cực lớn dành cho khách hàng khi mua tour Tết âm lịch 2020. Nhu cầu của khách hàng tăng cao trong cái dịp này, tập trung vào các cái tour khởi hành vào mùng 1, mùng 2 Tết. Ngoài các cái chương trình tour trong và ngoài nước đa dạng và được chọn lọc về chất lượng dịch vụ và cũng như là giá cả hợp lý, thì chúng tôi còn để mà đáp ứng yêu cầu du xuân của du khách vào những ngày đầu năm mới, thì công ty lữ hành Fiditour còn gửi đến quý du khách cái chương trình Xuân Canh Tí Đắk Lộc cùng lữ hành Fiditour kéo dài từ ngày 15 tháng 11 cho đến ngày 15 tháng 1 năm 2020. Tham gia cái chương trình này thì du khách ngoài các cái chương trình mua tour sớm, khách VIP có thể được ưu đãi giảm đến 5 triệu đồng. Bên cạnh đó thì quý du khách sẽ nhận được các cái ba lô túi sách của được tài trợ bởi hãng Sacoach. Ngoài ra thì mỗi du khách sẽ nhận được phong bì lì xì may mắn đầu năm do lữ hành Fiditour kính gửi tặng. Theo lữ hành Fiditour, nếu du khách có kế hoạch đi du lịch trong mùa Tết thì nên tham khảo và đăng ký mua tour sớm để có nhiều thời gian được các công ty lữ hành tư vấn kỹ lưỡng và phù hợp với hành trình, thời gian, địa điểm. Đồng thời nên chọn các công ty du lịch uy tín, chất lượng để chuyến khởi hành đầu năm của du khách và gia đình thật vui vẻ, tạo hứng khởi cho một năm mới đầy thuận lợi.